Chào mừng các bạn đã biết kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một cặp bò đực các bạn. Đây, đứng trước mặt bạn là cặp bò đực xin các bạn. Đó, một con, hai con đều là xin khú các bạn. Chân móng hoàn thiện nè, chân móng sò hoàn thiện hết. Đó, đòn hết biết không các bạn. Đó, anh em nào có nhu cầu mà dỗ béo khiêm thì cứ liên hệ trực tiếp nha các bạn. Số điện thoại của chú bò mình comment dưới màn hình video nha các bạn. Bò này ở ấp Phước Tân 3, xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh nha các bạn. Đó, lưng đôi đòn hết biết luôn các bạn. Cao 1m4 bò các bạn. Cao 1m4 bò. Đó, cặp bò này đồng đồng nha các bạn. Cặp bò xin này đồng đồng nhau. Sái đúng toàn diện nha các bạn. Bò này là sái đúng toàn diện nha. Đòn hết biết luôn các bạn. Sái đúng toàn diện nha các bạn. Sai đúng toàn diện luôn. Cặp này thì chủ báo giá là 85 triệu các bạn. Cao mình tầm 1m4, bò yếm dầu nghiêm chỉnh, sai thích đúng bạc gu nha các bạn. Chủ báo giá là 85 triệu. Đây con khú nè các bạn thấy không? Yếm dầu nghiêm chỉnh luôn, đầu to, gu bạc. Sai thích đúng, đòn hết biết luôn các bạn. Chân móng hoàn thiện nè các bạn, đuôi dài. Yếm dầu nghiêm chỉnh. Giá cặp được xin này là 85 triệu các bạn. Bò nằm tại ấp Phước Tân 3, xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh các bạn. Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Đích các bạn không? Đòn hết biết luôn. Anh em nào có nhu cầu dạo béo khiêm thì cứ liên hệ nha các bạn. Giá 85 triệu các bạn. Cặp được xin này giá 85 triệu, cao 1m4 bò. Yếm dầu nghiêm chỉnh, sái tích đúng toàn diện luôn nha các bạn. Đầu to. Đòn hết biết luôn các bạn. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Và xin được báo giá lại cặp được xin này. Chủ báo giá là 85 triệu. Cao 1m4 bò. Bò nằm ở xã Phan, ấp Phước Tân 3, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.